vợ chồng chết dưới bánh container, ba trẻ chơi vơi trong đêm đầu tiên thiếu hơi cha mẹ. Tiếng nhạc đám ma cùng vết thương trên đỉnh đầu khiến bé gái 2 tuổi khóc đến khản cổ. Bà nội phải bế bé ra rừng cao su du ngủ. Bé trai 4 tuổi được người họ hàng đưa vào dãy sâu để cách ly không khí tang thương. Đêm 17 tháng 1, tôi chạy xe máy băng qua tuyến đường có những vạt cao su hùn hút để đến căn nhà của đôi vợ chồng vừa chết dưới bánh container, ấp Suối Sâu, xã Đất Quốc, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Vốn đã vắng vẻ, buồn tênh, giờ lại thêm não nùng với điệu nhạc vọng ra từ đám tang. Trong ánh điện chập chờn, một tấm ni lông đặt trước hai quan tài. Trên đó có dòng chữ: tin buồn, chồng Nguyễn Ngọc Minh, sinh năm 1993, vợ Quách Ngọc Lạnh, sinh năm 1993, hưởng dương 26 tuổi. Trong căn nhà vắng lặng này, đêm nào các bé Hà 2 tuổi, Nhân 4 tuổi, Vĩ 6 tuổi cũng ngủ chung với cha mẹ. Đêm nay, mọi thứ đảo lộn, rất nhiều người xa lạ đến, cầm tay các bé, nhưng cha mẹ lại nằm bất động trong hòm. Tiếng người khóc, tiếng nhạc đám ma khiến các bé thấy lạ lẫm. Từ khi cha mẹ chết, Nhân lúc cười, lúc ngồi im bặt, bất thần ở góc nhà. Sợ bé bị san chấn tâm lý, họ hàng đưa bé vào sâu trong dãy ngủ, cách ly khỏi không khí tang thương. Do đi cùng xe máy với cha mẹ, nên bé Hà 2 tuổi và bé Vĩ 6 tuổi bị thương ở vùng đầu, chân và tay. Cả hai cháu ngủ tại nhà, đề phòng tình huống vết thương chuyển biến xấu, có thể đi bệnh viện kịp thời. Với cái chân băng bó, Vĩ phải đi cà thọt. Nhưng nghe tiếng bé Hà khóc thét trong buồng, Vĩ tức tốc vào đẩy võng du em. Đến 9 giờ tối, Hà vẫn chưa thôi khóc. Tiếng ồn và cái đau ê ẩm của vết thương ở đỉnh đầu khiến bé không thể chợp mắt. Bà nội phải đưa Hà ra vạt rừng cao su gần nhà, mắc võng đong đưa, vỗ về. 10 giờ đêm, Vĩ không chịu ngủ. Vĩ ngồi cạnh tôi và khoe: hôm trước, ba nói ba sẽ mua cho con 8 bộ quần áo Tết luôn. Quần jean, áo dài tay. Ba nói mặc trời Tết, rồi mặc đi học. Mà thôi, giờ ba mẹ chết rồi. Chết là không mua quần áo Tết, phải không chú? Ngồi tỉ tê với những người họ hàng của Vĩ, tôi mới biết cháu không phải là con ruột của anh Minh. Vĩ là con riêng của chị Lạnh và một người đàn ông Trung Quốc. Năm 19 tuổi, chị Lạnh, quê ở Cà Mau, bị lừa bán sang Trung Quốc làm dâu xứ người. Cuộc sống buồn tủi, sau vài tháng, chị Lạnh đòi về Việt Nam. Người chồng Trung Quốc thấy vợ không mặn mà với mình nên đã cho chị ra đi. Ngặt nỗi, vừa trở về miền Tây thì chị tá hỏa khi phát hiện mình đã đậu thai. Lúc này, chị đã mất liên lạc với người chồng Trung Quốc và cũng nghĩ mình không yêu người đó nên chị quyết nuôi con một mình. Khi lên Bình Dương làm công nhân, chị Lạnh yêu anh Minh, người gốc Bình Dương làm nghề đốn củi. Sau tiệc cưới, chị sinh cho anh Minh 2 đứa con. Vĩ là con riêng của vợ, nhưng anh Minh xem như con mình. 3 giờ sáng, tưởng Vĩ đã ngủ sâu, bà nội hôn Vĩ thì phát hiện nước mắt chảy trên má cháu. Bà nội hỏi: gì vậy con, sao không ngủ nữa? Vĩ nấc lên: con nhớ mẹ con. 4 giờ sáng, bé Hà rên hừ hừ, bà nội vội vã sờ trán bé. Trước đó bác sĩ đã dặn, nếu bé nóng sốt co giật là dấu hiệu của chấn thương sọ não, phải đưa trở lại viện gấp. Thấy trán bé chỉ hơi ấm, bà nội khẽ khàng ru: dí dầu cầu ván đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi, khó đi mẹ dắt con đi. Hát tới đây, giọng bà nghẹn ngào rồi im bặt. 1 giờ sáng,
thấy không còn ai đi viếng tang. Chú chó lẳng lặng tới tấm thảm trước linh cữu của chủ nằm. Mẹ của anh Minh kể, hai hôm nay bà thấy thỉnh thoảng nó lại chảy nước mắt. Chú chó này anh Minh mang từ quê vợ lên Bình Dương nuôi đã lâu. Trong căn nhà trống hoác, ba đứa trẻ từ 2 đến 6 tuổi nhìn cha mẹ nằm trong hai cái hòm. Đám tang nghèo không một vòng hoa, đến tiền mua hòm cũng đang thiếu nợ. Ngày 17 tháng 1, Công an huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương tiếp tục đến hiện trường vụ tai nạn giao thông giữa xe container và xe máy để điều tra. Cách đó vài cây số, trong căn nhà tồi tàn thuộc ấp Suối Sâu, xã Đất Quốc, huyện Bắc Tân Uyên, ba đứa trẻ 2 tuổi, 4 tuổi, 6 tuổi ngơ ngác nhìn hai chiếc hòm lạ lẫm. Đứa 4 tuổi hỏi tôi, sao mà ba mẹ con cứ nằm hoài trong đó? Sau vụ tai nạn trên, cháu Nguyễn Phú Vĩ, 6 tuổi, băng bó khắp người. So với hai đứa em, Vĩ có lẽ mang máng hiểu ra cái thảm cảnh mà cả nhà đang hứng chịu. Vĩ kể, hôm qua ba mẹ lái xe máy chở con với em bé đi sắm đồ Tết. Cả nhà con bị té giữa đường. Con dáng bò tới kêu mẹ, kêu ba, nhưng ba mẹ cứ nằm im. Tối giờ ba mẹ cũng nằm im trong đó. Theo thông tin từ người thân, anh Nguyễn Ngọc Minh, 26 tuổi, cha của Vĩ, vừa được công ty tuyển làm bảo vệ. Chiều ngày 16 tháng 1, anh nhận tháng lương đầu tiên nên dùng xe máy chở vợ là chị Quách Ngọc Lạnh, 26 tuổi, cùng hai con là Vĩ, 6 tuổi và bé Khánh Hà, 2 tuổi đi sắm quần áo Tết. Do va chạm với một xe máy trên đường, bốn người trong gia đình anh Minh té giữa đường. Vừa lúc đó, xe container đi tới cán chết hai vợ chồng anh Minh. Cháu Vĩ và Khánh Hà bị thương được người dân đưa lên bệnh viện. Hiện hai cháu đều xuất viện để đeo tang cha mẹ. Riêng cháu Khánh Hà bị thương ở đầu nên bác sĩ yêu cầu người nhà phải theo dõi kỹ. Bà Đào Ngọc Yến, mẹ ruột của anh Minh, kể mình đi làm mướn trong dãy nên để nhà cho anh Minh cùng vợ con ở. Trước đây, anh Minh làm nghề đốn củi, còn vợ anh làm công nhân. Do sinh con thứ ba nên chị Lạnh nghỉ làm công ty, ở nhà vừa chăm con nhỏ, vừa nhận hàng về may gia công. Đã nuôi ba con nhỏ, suốt một năm qua, chị Lạnh còn phải đón người cha bị bệnh teo cơ chân từ Cà Mau lên Bình Dương để chăm sóc. Nhà anh Minh, chị Lạnh nghèo đến nỗi không có nổi chiếc xe máy đàng hoàng. Xe máy gặp nạn là xe mượn. Bà Yến nói, vợ chồng nó chết, tiền mua hòm còn phải nợ. Tội nghiệp cho ba đứa cháu nội của tôi mất sạch cha mẹ. Bây giờ, một tay tôi sẽ ráng làm mướn để nuôi ăn học. Vụ tai nạn giao thông này gây rúng động ở Bình Dương, nhưng đám tang của cặp vợ chồng trẻ này rất vắng. Chỉ có họ hàng, vài người thân quen đến viếng. Đến 12 giờ ngày 17 tháng 1, vẫn chưa có một ban ngành đoàn thể nào đến viếng tang. Ngay cả một vòng hoa tang cũng không có. Trao đổi với phóng viên báo Người Lao Động qua điện thoại về vấn đề này, ông Thái Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Tân Uyên khẳng định, sáng nay họp, tôi đã chỉ đạo người lo chuyện này rồi. Còn Đại úy Nguyễn Minh Sang, đội trưởng đội điều tra tổng hợp Công an huyện Bắc Tân Uyên cho biết, vụ việc đang được khẩn trương điều tra. Hiện chưa thể kết luận lỗi thuộc bên nào. Xe của nạn nhân được xác định đã va chạm với một xe máy biển số 60F292442 do một phụ nữ quê Đồng Nai điều khiển. Các nạn nhân ngã xuống đường. Cùng lúc đó, tài xế Lê Văn Huy, 29 tuổi, quê Thanh Hóa, lái xe container cán phải. Công an đã làm việc với tài xế container và người chạy xe máy.